Sáng 23 tháng 9, Tòa án Nhân dân huyện Vĩnh Tường tổ chức xét xử lưu động vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với các bị can Bùi Văn Bắc sinh năm 1991, xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, Đỗ Văn Phương sinh năm 1997, tổ dân phố Nam Cường, thị trấn Thổ Tàng và Nguyễn Văn Sáu, sinh năm 1986 xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường. Đối với vụ án bị cáo Bùi Văn Bắc và Đỗ Văn Phương bị Viện Kiểm soát Nhân dân huyện Vĩnh Tường cáo trạng tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo đó, hồi 21 giờ 25 phút tại khu vực liên thôn thuộc thôn Hà Trì, xã Bình Dương, công an huyện Vĩnh Tường phát hiện bắt quả tang đối tượng Bùi Văn Bắc và Đỗ Văn Phương có hành vi tàng trữ trái phép 02874g ma túy, methamphetamine với mục đích để sử dụng cho bản thân. Hành vi trên của Bùi Văn Bắc và Đỗ Văn Phương là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến chính sách độc quyền quản lý của nhà nước về chất ma túy, gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an trên địa bàn huyện và gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của cộng đồng, nên cần xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Căn cứ vào lời khai nhận tội của bị cáo, biên bản bắt người phạm tội quả tang, vật chứng, kết quả giám định, lời khai người liên quan, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Bắc 1 năm 8 tháng tù giam, bị cáo Đỗ Văn Phương 1 năm 5 tháng tù giam. Vụ án thứ hai, bị cáo Nguyễn Đức Sáu sinh năm 1986, xã Yên Lập bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng của Viện Kiểm soát Nhân dân huyện Vĩnh Tường, vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 29 tháng 3 năm 2022, tại phòng trọ của Nguyễn Đức Sáu, công an huyện Vĩnh Tường bắt quả tang Nguyễn Văn Sáu có hành vi sử dụng phòng trọ thuộc sự quản lý của mình để chứa chấp việc Đỗ Tiến Dũng, trú tại phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, Lê Hồng Trường trú tại phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì và bản thân Sáu sử dụng trái phép chất ma túy. Quá trình điều tra cho thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Đức Sáu là nguy hiểm cho xã hội. Áp dụng khoản 1 điều 251 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Sáu 8 năm 6 tháng tù giam. Việc đưa các vụ án xét xử lưu động, các vụ án trên góp phần giáo dục, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, đồng thời răn đe, giáo dục tính thần thượng tôn pháp luật cho người dân.